2019 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau để hoàn thành kế hoạch. Trong đó, ở lĩnh vực du lịch, 2019 được xem là một năm có nhiều cố gắng của ngành du lịch tỉnh ta. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những kết quả nổi bật của ngành công tác du lịch năm qua. Năm 2019, Hưng Yên đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 20.000 lượt, khách nội địa ước đạt trên 97.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 220 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú tăng, trong đó chủ yếu là các nhà nghỉ tư nhân, nhà hàng ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho du lịch ngày càng nhiều và đa dạng. Sản phẩm du lịch của Hưng Yên đang từng bước được hình thành và dần khẳng định thương hiệu. Các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch đã bắt đầu được triển khai. Công tác quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm đặc sản. Chúng tôi đã đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến trên toàn diện, một là quảng bá xúc tiến tại các cái sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đấy thì chúng tôi đẩy mạnh cái trang thông tin đăng tải các cái sự kiện lớn của tỉnh để từ đó đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến các điểm du lịch của Hưng Yên. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch và công tác trùng tu tôn tạo các di tích những năm gần đây đã được quan tâm. Trong đó tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, dịch vụ viễn thông, đường thoát nước như giải phóng mặt bằng, mở rộng khuôn viên đền mẫu, văn miếu Xích Đằng, xây dựng bến cảng đón khách du lịch Phú Hiến, xây dựng đền Lạc Long Quân, đền Triệu Việt Vương, xây mới nhà tưởng niệm tướng quân Nguyễn Bình, Hoàng Hoa Thám, khu di tích nữ du kích Hoàng Ngân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch năm qua còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Cái điểm xuất phát của du lịch so với cả nước của Hưng Yên rất thấp, nó không có các cái điểm nổi trội trong cái vấn đề thu hút các khách quốc tế cũng như là nội địa. Đồng thời cái tài nguyên du lịch của tỉnh thì chưa được khai thác một cách có trách nhiệm, đặc biệt là các cái điểm đến thì về cái hạ tầng, về các cơ sở dịch vụ cũng như là các cái hệ thống kỹ thuật để lưu giữ khách cũng như là các sản phẩm của du lịch mang cái tính nhu cầu thì chưa được đáp ứng theo các cái nhu cầu của khách. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong phiên giải trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân chuyên đề về phát triển du lịch tổ chức vào tháng 8 năm 2019, ông Đỗ Xuân Tuyên, nguyên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nêu những biện pháp để phát triển du lịch Hưng Yên trong thời gian tới. Có giải pháp thu hút khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực thực sự để từng bước hình thành các khu du lịch phức hợp gồm các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, phố đi bộ hoặc chợ đêm, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn tại các địa bàn du lịch trọng điểm, khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng khách sạn từ 3 sao trở lên, đặc biệt là khu khách sạn nghỉ dưỡng. Có giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các mô hình hợp tác xã làng nghề gắn với hoạt động du lịch. Một năm mới lại đến, những đoàn khách về Hưng Yên mỗi ngày một nhiều hơn, đem theo những hy vọng về vị thế của du lịch Hưng Yên sẽ ngày càng cao hơn, tương xứng với những tiềm năng vốn có của tỉnh.